Chào mừng các bạn quay lại kênh của Tuấn Thầy Thuốc. Trong video này, Tuấn sẽ chỉ cho các bạn 5 biện pháp để xử lý tình trạng trẻ đổ mồ hôi ở đầu, ở lưng khi chơi, khi ngủ. Hãy xem hết video để biết cách cũng như giúp cho con mình hết tình trạng này các mẹ nhé. Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại sao trẻ lại đổ mồ hôi ở đầu, ở lưng khi ngủ. Khi trẻ đổ mồ hôi nhiều ở đầu, ở lưng khi ngủ, có rất nhiều các cái nguyên nhân có thể giải thích được hiện tượng này. Và sau đây là một số các nguyên nhân phổ biến. Nguyên nhân thứ nhất là do hệ thần kinh của trẻ chưa phát triển một cách hoàn chỉnh. Hệ thần kinh có khả năng kiểm soát thân nhiệt. Đối với trẻ nhỏ, hệ thần kinh chưa phát triển hoàn chỉnh nên không thể nào tự điều chỉnh được thân nhiệt giống như người lớn của chúng ta. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng là trẻ bị đổ mồ hôi ở đầu, ở lưng khi ngủ. Thứ hai là do vị trí của tuyến mồ hôi. Đối với người trưởng thành thì tuyến mồ hôi không hạn chế ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Với người lớn của chúng ta thì tuyến mồ hôi ở nách sẽ hoạt động nhiều nhất. Vì vậy mà rất nhiều người thấy rằng mồ hôi ở nách của mình ra rất là nhiều. Nhưng đối với trẻ em thì hoàn toàn lại ngược lại. Các trẻ thì chưa có nhiều tuyến mồ hôi ở nách và khu vực mà mồ hôi hoạt động nhiều nhất thì lại ở vùng đầu và vùng lưng. Nếu mà trẻ ngủ trong môi trường mà không thông thoáng hoặc là quá nóng, tuyến mồ hôi này hoạt động quá mạnh thì sẽ gây ra một số tình trạng đổ mồ hôi ở đầu và ở lưng các mẹ nhé. Thứ ba là khi các mẹ cho con bú, khi con được cho bú, mẹ thường giữ đầu bé ở cùng một tư thế trong một khoảng thời gian dài. Điều này sẽ làm cho cánh tay của mẹ liên tục truyền nhiệt sang cho con và khiến cho con cảm thấy nóng và đổ mồ hôi ở đầu. Thứ tư, đó là do nhiệt độ môi trường quá nóng. Khi nhiệt độ môi trường quá nóng, không chỉ trẻ sơ sinh mà người lớn của chúng ta trong căn phòng cũng cảm thấy bí bách, đều rất là khó chịu và dễ dàng đổ mồ hôi ở vùng đầu, vùng lưng. Mặt khác, các mẹ cũng nên nhớ, trẻ em thường được chuyển hóa cơ bản thì cao hơn người lớn. Lớp mở dưới da của trẻ nhiều hơn nên thân nhiệt của trẻ cũng giữ tốt hơn. Vì vậy mà nhiều bố mẹ cứ sợ con bị lạnh rồi là viêm phổi nên thường để nhiệt độ phòng ở 28 độ C thì điều này cũng không hoàn toàn là đúng. Mà nhiệt độ nên để phù hợp đối với người lớn, mà nhiệt độ này nên để phù hợp cho trẻ em là khoảng từ 26 đến 28 độ C. Ngoài ra thì thực tế cho thấy rất nhiều bà mẹ đấy sợ con bị lạnh nên cũng sẽ cho con mặc nhiều quần áo hơn, che chắn một cách kỹ lưỡng hơn, rồi là đắp chăn khiến cho trẻ ra nhiều mồ hôi mà còn có thể gây ra nổi mụn. Và thứ năm, đó là có một cái khả năng nữa là có thể trẻ bị thiếu hụt vitamin D. Bởi vì vitamin D đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình hấp thu canxi, phốt pho tại ruột để giúp xây dựng và duy trì hệ thống xương, răng của bé chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin D cũng có ảnh hưởng đến quá trình điều chỉnh thân nhiệt. Do đó, nếu mà bị thiếu hụt vitamin D cũng có thể gây ra một số các cái tác động tiêu cực, bao gồm cả tình trạng đổ mồ hôi quá mức ở các vùng đầu và vùng lưng của trẻ. Đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh, mà khi mà xương của trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh, nếu bị thiếu vitamin D cũng có thể dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi trộm. Đặc biệt, điều này thấy rõ nhất trên một số trẻ sinh non, nhẹ cân, còi xương và một số trẻ mà bị rối loạn tiêu hóa cũng thường hay dẫn tới tình trạng bị thiếu vitamin D và đổ mồ hôi trộm. Nguyên nhân thứ 6 là do cơ thể của trẻ đang bị nhiễm trùng. Bởi vì khi cơ thể của trẻ bị nhiễm trùng sẽ phản ứng lại bằng cách tăng thân nhiệt và phản ứng sốt. Và khi đó trẻ thường quấy khóc đồng thời ra mồ hôi ở đầu và lưng. Vậy với những các nguyên nhân trên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là trẻ ra mồ hôi ở đầu ở lưng thì có nguy hiểm hay không. Việc trẻ đổ mồ hôi ở đầu ở lưng là một phản ứng tự nhiên khi môi trường quá nóng bức hoặc là trẻ vừa trải qua một quá trình hoạt động thể chất. Và trong trường hợp này thì cha mẹ cũng không cần phải quá lo lắng vì quá trình tỏa nhiệt này không gây hại tới sức khỏe cho bé. Lúc này ba mẹ cần kiểm tra quần áo này, tã nót của bé xem có gây quá nóng cho bé hay không. Ngoài ra thì ba mẹ cũng cần phải kiểm tra nhiệt độ phòng xem là đã thích hợp hay chưa. Rồi là xem lại chế độ dinh dưỡng cho bé có bị thiếu canxi, có bị thiếu vitamin D hay không. Nếu mà sau khi các mẹ đã giải quyết các vấn đề trên mà cơ thể của bé vẫn tiếp tục ra nhiều mồ hôi ở đầu ở lưng thì các mẹ cần phải đưa trẻ tới khám. Đặc biệt là trong trường hợp đấy mà trẻ ra nhiều mồ hôi ở đầu ở lưng mà kết hợp với các cái triệu chứng nguy hiểm như là
khó thở này, thở khò khè này, nôn mửa này, hoặc là ngủ ngáy, quấy khóc, bỏ ăn. Trong cái trường hợp như trên thì các ba mẹ cần phải đưa trẻ tới khám để xác định xem nguyên nhân từ đâu để phòng tránh cũng như điều trị kịp thời cho bé. Và sau đây Tuấn sẽ giới thiệu một số các cái giải pháp, các cái biện pháp để hỗ trợ giảm ra mồ hôi ở nưng, ở đầu cho bé. Các mẹ cùng nhau tham khảo, nhớ là ghi chép lại để áp dụng cho con các mẹ nhé. Thứ nhất đấy, là luôn giữ cho cơ thể của bé được thoáng mát. Các mẹ không nên quấn các bỉm hoặc là mặc quần áo cho trẻ quá nhiều lớp, rồi là các loại lớp tả dày. Điều này sẽ khiến cho trẻ luôn trong trạng thái bị bí bách, khó chịu và lượng mồ hôi được tiết ra nhiều hơn. Do đó, các mẹ hãy cho bé mặc loại quần áo hoặc là bỉm thoáng mát, hút mồ hôi. Mặt khác, các mẹ nên kiểm tra, theo dõi nhiệt độ của phòng để lựa chọn cho con những cái trang phục phù hợp cho bé. Nếu như nhiệt độ phòng quá nóng thì các mẹ có thể nên sử dụng thêm điều hòa hoặc có thể mở cửa sổ cho phòng thoáng mát, hoặc là dùng một số các loại quạt phù hợp cho bé để xua tan đi những cảm giác nóng bức, giúp cho bé không còn ra mồ hôi trộm ở đầu, ở lưng các mẹ nhé. Thứ hai là các mẹ có thể kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bé. Nếu trong trường hợp mà thấy bé đổ mồ hôi nhiều thì hãy kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bé để đảm bảo rằng bé không bị sốt. Còn trong trường hợp nếu bé có sốt, hãy thực hiện các biện pháp để giảm sốt cho bé, như nới rộng quần áo này của trẻ ra này, lau người bằng nước ấm này, rồi cho bé uống thuốc hạ sốt khi thân nhiệt của bé sốt trên 38,5 độ. Và thứ ba, đó là các mẹ có thể sử dụng các loại khăn mềm để lau mồ hôi ở đầu, ở nưng cho bé để tránh bé có nguy cơ bị cảm lạnh. Và thứ tư, điều này rất là quan trọng, các mẹ hãy xây dựng một chế độ ăn hàng ngày cho bé một cách khoa học, hợp lý để giúp cho bé hạn chế ra mồ hôi ở đầu, ở nưng với các loại cái thực phẩm này có tính mát này, hỗ trợ tiêu hóa này, như một số các loại hoa quả hoặc là các loại rau mồng tơi sẽ giúp cho bé thanh nhiệt và không bị táo bón. Ngoài ra thì các mẹ cần phải chú ý cái lượng nước cần bổ sung hàng ngày cho bé thông qua chế độ sữa này, thông qua chế độ uống nước hàng ngày cũng như các chế độ trong bữa ăn. Cuối cùng thì các mẹ cần phải bổ sung thêm canxi hoặc là vitamin D cho bé, bởi vì thiếu canxi cũng có thể là lý do dẫn tới trẻ đổ mồ hôi khi ngủ hoặc là đổ mồ hôi kéo dài. Và một điều cũng muốn hướng dẫn tới bố mẹ, đó là khi con đổ mồ hôi trộm đấy thì kiểm tra xem có kèm theo một số các cái biểu hiện dưới đây hay không nhé. Thứ nhất là con có hay thường xuyên quấy khóc, thường xuyên ra mồ hôi nhiều vào ban đêm, ban ngày hay không? Rồi con có hay ngủ bị giật mình, không sâu giấc hay không? Và cũng kiểm tra xem là con có chậm biết lẫy, chậm biết ngồi, chậm biết bò hay không? Cũng như kiểm tra lại xem con có chậm mọc răng hay không? Và một trong những cái dấu hiệu cũng rất hay dễ nhận thấy đó là con có bị rụng tóc vành khăn hay không nữa các mẹ nhé. Nếu con có một số các cái dấu hiệu kể trên thì khả năng cao thì con đang bị thiếu hụt canxi cũng như vitamin D3K2. Tuy nhiên các mẹ cũng đều biết canxi được hấp thu tốt khi cơ thể của bé được bổ sung thêm D3 và K2. Và các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sữa mẹ đấy thì cái lượng vitamin D rất là thấp và không đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày của trẻ. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là các mẹ có thể bổ sung thêm vitamin D3 cho trẻ qua một số các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Còn đối với trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên thì lượng canxi trong sữa mẹ lúc này không còn đáp ứng đủ nhu cầu cung cấp cho con nữa, thì các mẹ cần phải bổ sung từ chế độ ăn uống hoặc là từ một số các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe giàu canxi cho con. Các mẹ cũng có thể tham khảo cái sản phẩm Amoma Calcium Kit, bởi vì sản phẩm này được sử dụng canxi hữu cơ được chiết xuất từ sữa và khả năng hấp thu rất là cao, cũng như là rất là thân thiện với hệ tiêu hóa của trẻ. Sản phẩm này lại có cả canxi, có cả D3, cả K2. Sản phẩm có bổ sung thêm một số vitamin khoáng chất khác giúp giải quyết cái tình trạng da mồ hôi trộm hoặc là da mồ hôi ở đầu, ở lưng cho con. Sản phẩm còn giúp cho phát triển chiều cao và xương răng của bé chắc khỏe. Bên cạnh đó thì bác cũng thấy rằng sản phẩm này rất là tốt trong trường hợp mà đổ mồ hôi trộm này, quấy khóc đêm này, rồi con bị giật mình này. Và sản phẩm này đấy thì bác thấy rất nhiều bé rất là thích uống, bởi vì mùi vị của sản phẩm rất là được trẻ yêu thích. Nếu các mẹ cần thêm thông tin cũng như cần hướng dẫn thêm thì hãy liên hệ tới số hotline để được hỗ trợ tư vấn.